Vâng, em xin chào các bác nhá. Chào bác lại đến với kênh audio của Hùng JBL Chí Linh Hải Dương. Vâng, em xin gửi lời chào tới tất cả các bác và em xin giới thiệu với các bác buổi tin buổi chiều ngày hôm nay ngày mùng 9 tháng 9 năm 2020. Em xin phép các bác làm video ngắn để giới thiệu với các bác một vài mẫu loa Mỹ vừa mới về bên cửa hàng em, và các bác xem video và có nhu cầu thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh, cũng như là nút là bấm like, chia sẻ, bật thông báo lên để em lên video nhanh để cho các bác cùng tham khảo sản phẩm nhé. Vâng, thưa các bác, hôm nay em về được một số model. Thì trước mắt các bác em nói nhanh để cho nó đỡ mất thời gian của các bác. Đây là một đôi 905, và video sau thì các bác hãy đăng ký và bật thông báo lên để em làm video tiếp theo để review những cái sản phẩm này ra mở ruột cho các bác xem. Hôm nay em chỉ mở được một ruột đôi súp thôi, tại vì nó cũng không có thời gian. Đây là đôi 905 rất là đẹp các bác nhé. Đấy, 905 đời 9 3 số, rất là đẹp, cực đẹp luôn, long lanh. Đấy, em còn chưa mở loa. Đấy các bác quan sát này. Đôi này thì đang bán ở ngay cửa hàng em với giá 24 triệu chưa có phí ship các bác nhá. Chưa có phí ship. Hay bác nào có nhu cầu thì cụ thể thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0936019001 và để thương lượng giá cả, có thể thêm bớt các bác nhá, hoặc là báo ship hay không báo ship, gần tùy gần hay xa các bác nhá. Tùy các bác nhiệt tình hay không nhiệt tình. Đấy. Thì giá đưa ra cho các bác tham khảo là 24 triệu các bác nhá. Con này chưa có phí ship. Và đây là một cặp loa nữa, đó là một cặp loa của Mỹ, đó là EV các bác nhé, Electro Voice. Con này thì khá là nhiều anh em săn lùng và nó cũng ít có trên thị trường, không có nhiều. Đây là bản được sản xuất tại Mỹ các bác nhé, không phải là bản sản xuất China. Nó có bản sản xuất China và giống hệt như nhau, chất lượng nó cũng như nhau, công nghệ như nhau, cùng một nhà máy thôi. Thế nhưng mà trước năm 2012 thì 2008, 2009 đổ về trước thì nó sản xuất tại Mỹ và được xuất sang Trung Quốc người ta sử dụng. Đấy, sau đó là đến khoảng năm 2010 đến 2012 thì Electrovoy đã chuyển nhà máy cũng như là thương hiệu cũng như công nghệ về bên Trung Quốc và lắp ráp ở bên Trung Quốc. Và những sản phẩm EV Electrovoy này cũng đã sản xuất ở Trung Quốc, và những chất lượng nó không thay đổi mấy các bác nhá. Nó chỉ có là lắp ráp ở Trung Quốc và lắp ráp ở Mỹ hoặc là Đức. Đó. Nó có 3 nơi để lắp ráp: Đức, Mỹ và Trung Quốc. Thì chất lượng nó không thay đổi gì, nó dù có lắp ở đâu thì cũng như là điện thoại iPhone của chúng ta đấy. Nếu sản xuất ở bên Mỹ hoặc là sản xuất ở Trung Quốc mà công nghệ của Mỹ cũng thế thôi. Nhưng hiện tại này các bác thấy cái chất lượng như là iPhone hoặc Samsung mà sản xuất ở Trung Quốc thì nó cũng rất là tuyệt vời. Đấy, nó là một đất nước công nghệ và họ trí tuệ rất là cao, họ sản xuất và lắp ráp dưới công nghệ của người khác, giám sát của những đất nước khác, ví dụ như dòng Electrovoice và dòng JBL các nhá. Đây là EV. Thì đôi này cũng có giá là dưới 15 triệu. Các bác nào mà có nhu cầu thì hãy điện thoại cho em và trao đổi chi tiết về nội thất, cũng như là mai em sẽ làm video review cho các bác, hoặc là video sau em sẽ làm review cho các bác về bên trong ruột. Thì các bác hãy bấm vào đăng ký kênh và ủng hộ kênh bằng cách bấm vào đăng ký, bật thông báo lên để các bác theo dõi những video liên tục. Đây là video giới thiệu sản phẩm thôi, còn video sau em sẽ mở ruột cho các bác xem. Đây, hôm nay em sẽ mới mở được một quả này ra, thì ở đây em có 3 quả súp PRX. Đấy, PRX 400. À, đây là PRX 400, nhưng mã của nó là, tí nữa em sẽ quay vào sau xem mã sản phẩm là gì, nhưng cái model của nó là PRX 400 này, giống như là những cái dòng JBL khác nó có mã sản phẩm và mã model các bác nhá. Thì cái này là sử dụng bát 50 và khá là đẹp. Đấy, tình trạng thùng bệ còn rất là đẹp các bác nhá, nhựa sơn polymer, chịu nhiệt chịu nước, đấy, chịu ẩm và độ bền rất là cao. Nó phủ một lớp nhựa polymer ở ngoài các bác nhá, chứ không phải là sơn, hẳn một lớp nhựa polymer ở ngoài luôn. Đấy, rất là cứng chắc. Đấy, thùng gỗ bạch dương. À, cái này thì không phải bàn nữa rồi, các anh em đều biết rồi, thùng gỗ bạch dương. Đấy, nên là cái bát của nó thì thiết kế rất là chuẩn, cho nên nó không cần lắp bông tiêu âm. Ở trong những model đời cao của JBL, những súp đơn 50 hoặc súp kép các bác nhá, không có bông. Các bác xem những cái đời cao, bao giờ nó có một cái lớp vành ở đây để đệm cho cái loa, nó giữ cho nó êm cái loa. Đấy, cái bát. Và em sẽ chuyển về đằng sau để cho các bác xem cái model của nó. Ở đây thưa các bác, đây là chiếc súp JBL PRX 400 như mặt ở đằng trước. Đấy là mã sản phẩm. Thế còn model của sản phẩm là PRX 418S. Đấy, cao chót vót, chất lượng của châu Âu, tiêu chuẩn châu Âu. Dấu đóng của JBL Intu là 2 rắc nêu trích. Đấy, passive là 1+2+, đó là 8 ohm, sử dụng công suất 8 ohm, trở kháng là 8 ohm. Con này thì rất nhẹ công suất, các bác có thể là đánh 500W một kênh trở lên là ok rồi. Đánh rất là tơi và mềm, sâu, tiếng bát rất là uy lực. Và đặc biệt là nó rất là êm tai. Đấy, với tầm giá là khoảng tầm 15 triệu hoặc dưới 15 triệu. Đấy, các bác hãy liên hệ với em. Thì nó khoảng dưới 15 triệu các bác nhá. Đấy,
em không nói rõ cụ thể, bởi vì là mỗi bác có một cách mà cả khác nhau, cũng như là sự nhiệt tình của bác thì giá nó cũng sẽ thay đổi mà độ đẹp và độ xấu từng quả các bác nhá. Đấy, made in Mexico, sản xuất theo công nghệ của Mỹ và sản xuất tại Mexico luôn, hãng JBL. Chúng ta châm hết không cần phải bàn nữa. Và bây giờ em xin mời các bác lên đây thì kiểm tra chiếc bát. Chiếc bát của sản phẩm này thì được sản xuất tại Brazil các bác nhá. Và ngày sản xuất chiếc bát này là mùng 4 tháng 5 năm 2012. Đây các bác quan sát này. Đấy. Đó, bụi nó bẩn nhưng còn chưa lau được kỹ lắm. Đấy. Cái này thì long lanh cành đào, cái rốn của nó rất là sâu, và sử dụng bát xương gãy, hợp kim gang và nhôm, nhôm và gang. Đấy. Rất là bền và sơn nano tĩnh điện. Sơn bóng, chống bám bẩn, chống bụi bẩn các bác nhá. Đấy, củ từ thì từ sử dụng từ 22 cu 100. Ở đây có một cái lưới mạ chrome rất là cứng chắc để bảo vệ côn trùng cũng như là bụi bặm. Đấy, đây là có các cái lỗ thông hơi rất nhỏ ở đây để thông hơi làm mát cho côn các bác này. Đấy, thương hiệu JBL được đóng ở đây. Rồi, chúng ta hết phải bàn về quả bát. Em sẽ quay ở đây cho xuất xứ của bát là Brazil. Đây các bác. Đấy, chiếc bát được sản xuất tại Brazil nhá, made in Brazil này. Đấy, các bác quan sát này. Đấy, JBL này. Sản xuất tại Brazil luôn. Đấy. Harman Brazil này các bác này. Đấy, tập đoàn Harman tại Brazil sản xuất chiếc bát thương hiệu của JBL, xịn công nghệ của Mỹ. Đấy. Và đây là chiếc dâu. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cái cực này nó cũng có chữ đàng hoàng. Dâu này thì kim loại chống rỉ rồi. Chắc là inox hay là titan gì đó, em cũng không xem, cái này là titan hay inox các bác nhá. Inox thì nó sẽ sáng kiểu khác, còn cái này là titan chứ không phải inox đâu. Kim loại titan đấy các bác nhá, giống như vỏ ô tô đấy. Còn dâu của nó thì được bọc một cái lớp gen chịu nhiệt ở đây và nó tạo cái độ dẻo dai cũng như đàn hồi tốt cho cái chiếc dâu này đỡ bị hỏng. Màng thì phía sau cũng được tráng một lớp chống ẩm. Và chiếc mạc của cái bát này thì nó ui ôi, nặng lắm các bác ơi. Chiếc bàn của cái bát này thì nó được pha sợi thủy tinh rất là nhiều, nó rất là tốt. Đây các bác sờ vào chiếc màng này, các bác thấy nó giòn 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 giống như là cái bông thủy tinh ở trong thùng của những chiếc loa Mỹ các bác nhá. Gân sử dụng đây là một lớp nỉ để trang trí, xốp để trang trí cái vành này, nó cũng như là để cho cái thẩm mỹ của cái vành bát nó đẹp hơn. Và lớp gân này thì nó có 3 gân. Đấy, 3 cái lớp xếp gân này nhằm tạo cái độ dao động cho cái bát nó rộng hơn và nó tiếng âm của nó sẽ sâu hơn. Đấy. Gân vải lụa các bác nhá. Đấy, rất là dày và mềm. Cái bát này rất nhạy các bác nhá, nó rất nhạy. Cho nên là đánh công suất rất nhẹ nó đã lên rồi. Thế còn cái phần gân xếp này thì nó xếp đến rốn luôn. Đấy, từ 2 cu 100. Cái này thì chúng ta chất lượng về âm thanh thì chúng ta lúc nào mà vui vui lên thì có thời gian em sẽ test cho các bác nhìn thấy quả bát này. Nó rất là sâu nhá, nó rất là sâu này. Đấy, nó rất là sâu. Cho nên là cái tiếng bát của nó cực sâu và cực mềm. Cái nhện này của bác, cái nhện của nó rất mềm. Đấy, nó rất mềm và rộng. Đây là cái độ rộng của cái côn này. Ở dưới này nó có cái lỗ thoáng khí hết cả xung quanh này, cho là đánh thời gian lâu rất bền bỉ và nó mát. Cái côn này thì chắc chắn có dây nhôm nhạt dẹt rồi các bác nhá, không phải bàn cãi. JBL nó đặc trưng là như thế rồi. Đấy. Thùng lưỡi mạ tĩnh điện và phía sau là nó có lớp lỉ hay là cước gì đấy, lỉ để chắn cái bụi nó khỏi vào cái bát này để cho nó sạch. Đấy, lớp sơn nhựa polymer này rất là dày. Nói nếu như mà các bác cầm đây mà lột lên, bóc nó ra thì nó sẽ giống như là một lớp nhựa các bác nhá, chứ không phải là một lớp sơn mà là một lớp nhựa. Đấy. Nó rất bền bỉ, kể cả nước hay là kể cả nhiệt độ nó chịu rất tốt. Đây là model sản phẩm và logo JBL Pesolan và PRX400, mã của sản phẩm. Đó. Và đây thưa các bác, sản quả súp về đã nói xong, và đến đây là một đôi monitor kiểm âm của Canada, York Clip gì đấy. Đây là tên hãng. Tí nữa em sẽ mở cho các bác. Và em đã mở trước rồi. Để cái căng đây các bác nhá. Đấy. Chiếc này thì bát 30, một tép kèn. Đấy. Rất là đẹp. Con này thì tiếng của nó giống như dòng boss các bác nhá. Nó đánh tiếng rất là giống như dòng boss. Con này thì sử dụng dù gỗ để làm thùng là gỗ óc chó, cho nên là cái mùi mà khi chúng ta để trong nhà lâu lâu nắng nắng nóng thì nó mùi rất là thơm. Ở đây phễu kèn bằng nhựa composite cao cấp. Đấy. Đấy, nó củ thép thì nó lắp đằng sau miếng gỗ này, và lắp xong củ thép thì nó gắn cái kèn ở đằng trước các bác nhá. Đấy, nó không vặn gen đâu mà nó gắp thẳng vào đây. Lắp thẳng vào cái ổ kèn này. Kèn này nó có cái xốp ở đây để giữ cái họng kèn đây các bác nhá. Ở đây là quả thép của nó này. Thép thì cũng được hãng Zolip nhập khẩu và sản xuất lắp ráp, và quả thép này thì chắc là được lắp ráp và sản xuất tại Italia, made in Italia, nhưng do York Zolip để đặt hàng và làm. Đây là thương hiệu của chiếc loa này. Đấy.
Ở đây là chiếc phân tần của nó các bác này. Nó giống như là phân tần kiểm âm của dòng 925, 825 vân vân của JBL đấy, rất là nhiều hoặc phi vây đấy. Bóng đèn bảo vệ chép này, đấy, cuộn dây cụ tụ cảm này, bảo vệ cho chép này, và phía bên đây là cuộn dây cho bát các bác này. Đấy. Thế còn thương hiệu do clip này thì là của chiếc loa này giống như thương hiệu ở trên tem và như của tép này. Đấy. Nó được sản xuất, thiết kế và sản xuất tại Canada luôn các bác nhá. Đấy. Và được sản xuất tại thành phố Toronto, Canada. Nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng. Đây, model này Y112. Cái mã sản phẩm của các bác đây, cái mã vạch này các bác check thì chắc là sẽ biết ngay. Nhưng mà chắc là mã sản phẩm em cũng không rõ là cái gì thế. Rắc thì được rắc vào là rắc 6 ly, rắc vào và rắc lai ra là 6 ly. Hãng thương hiệu được in ở đây. Và chiếc bát thì các bác nó sử dụng tiếp bác toàn giải 30. Và côn của nó em nghĩ chắc côn khoảng 44. Đấy, bát toàn giải nhưng mà côn này để côn 6 lớp như boss các bác nhá. Giống như 6 bộ như là 6 lớp như là của boss ấy. Nhưng tiếng tiếng nó rất là hay. Made in USA. Đấy. Công ty này là cái gì Certified Delay Company. Đó. Là chắc là tên cái công ty là lắp ráp sản xuất chiếc bát này. Đấy, và nó được sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Cái sắt từ của nó này rất là dày dặn này. Rất chắc chắn. Đấy. Đây là mã của cái chắc là mã số lô đây là Y112 là mã của sản phẩm này. Giống như là cái model này, Y112 các bác. Đây. Còn ở đây là số lô số ngày gì đấy. Em không rõ. Chiếc bát này thì còn zin, rất là đẹp. Và ở màng nó còn số đây các bác này. Đấy, màng nó có số đóng này, cả hai các tất cả các bát này đều có số đóng này. Rất là ok. Tiếng rất hay như tiếng boss mà nó chịu. Công suất của nó thì nó ghi ở đây là 150W thôi. Thế nhưng mà các bác đánh cùng với đẩy thì các bác đánh nó song song với đôi EV kia, EV lên bao nhiêu nó lên bao nhiêu. Nó chịu công suất rất tốt các bác nhá. Đấy là công suất hoạt động 150W, còn công suất chịu đựng của nó thì không biết được. Thì cái côn của nó là côn 6 lớp rồi, giống như là boss em được tham khảo nhà cung cấp thì đã tiết lộ cho em như thế. Và video ngắn em làm đến đây tôi xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác tham khảo những sản phẩm Mỹ và các bác có nhu cầu những sản phẩm loa Mỹ hoặc là cụ đẩy Mỹ, thiết bị âm thanh Mỹ thì bác liên hệ với em qua số điện thoại 0936019001. Về giá cả các bác có thể thương lượng với em qua số điện thoại tùy vào độ nhiệt tình của các bác và sự trao đổi của chúng ta và độ mới, độ đẹp của từng sản phẩm nó sẽ có giá khác nhau các bác nhé. Đấy là giá đã đưa ra thì sơ qua là chỉ là những cái giá tham khảo thôi. Như đôi 30 này nó có đang giá là trên 8 triệu đồng. Đôi một quả súp này nó có giá dưới 15 triệu các bác nhé. Thế còn đôi EV này cũng giá dưới 15 triệu. Đôi này thì 24 triệu tại cửa hàng chưa bao ship. Đấy là giá tham khảo cho các bác. Còn các bác có nhu cầu thì các bác hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0936019001. Địa chỉ cửa hàng tại phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em rất vui lòng phục vụ các bác và ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi kênh và cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.